Hiện tại đội thứ 8 bắt đầu xuất phát đi ra để tìm kiếm nha cả nhà. Bây giờ cũng 4 giờ chiều rồi. Nãy giờ cũng trong thời gian bơm phao, lắp ráp cái phao với cano xong hết rồi. Giờ là bắt đầu đưa xuống, giờ bắt đầu lắp máy, đổ xăng vô để hoạt động. Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có chấm chỉ có ăn chấm đó, dạ, sống nguyên nói chung là nó sẽ cắn đứt cái lương tâm của nó. Nó coi được mấy cái YouTube thì nó sẽ cái lương tâm của nó là coi như là chôn vùi vô kỷ niệm. Bấm xe không làm chân luôn. Làm mà không lo làm đi trộm cắp người ta để... Làm không lo làm mà lo đi trộm cắp những cái thanh niên đó là tồi bại nhất xã hội. Tồi bại nhất của xã hội không chấp nhận những cái thằng đó. Những cái thằng đó là cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội. Không làm mà đâu có ăn. Sẽ thấy được cái video này ha chú ha. Đúng. Để cho nó sau này nó về. Chú xem cái video thì chú cũng cảm thấy rất bức xúc không chú? Vậy chứ sao? Đứa bé nó còn rất là nhỏ mà. Nói chung là 19 tuổi thì nói chung nó cũng lớn rồi, nhưng mà do nó ở nó dưới quê, nó không là thành phố nhiều. Lên trên đó nó không có biết, nó hiền quá đi. Bị sợ gia đình á, chứ 19 tuổi thì bé lớn, nó cũng lớn rồi. Với thêm phụ bự con lắm, nó bự con lúc con lắm. Nó cũng muốn tương đương với cưng nè, chứ không có ít đâu. Anh này đúng không? Cũng muốn tương đương. Ai cũng muốn nói sao cả. Sáng giờ ba người ai cũng nói với con hết. Con cái này. Hiền với quê mới lên hiền. Bây giờ là đội chú Tám bắt đầu rồi, đi tìm của chú chị ơi. Như là tìm xuyên đêm luôn á, chú anh chị. Chắc có thể là tìm xuyên đêm á. Mấy anh em sẽ cố gắng chia sẻ là chú Tám ở đâu mình đeo đó. Tám chạy đâu mà chiếc ghe này có ai cho mướn không? Mướn chiếc ghe này chạy theo. Nói chung là mình cũng mong là tìm mình thuê mướn ghe đi. Chiếc ghe có thể thôi. Có mướn không? Chạy theo chú Tám quay ghe này chắc có nước bơi theo quá chứ. Chạy đó cái máy đó cha. Cái kia người ta đó. Kia người ta đi, người ta cũng đi từ từ chứ đâu có chạy nhanh được. Đúng rồi, mình đi từ từ mới tìm được chứ, chạy ào ào bò chạy ào tìm được. Đâu phải đi săn bắt cướp ha, đi trộm cướp mà chạy cắm đầu cắm cổ. Chạy từ từ thôi, mình tìm mà. Bây giờ mà ở cái khúc này chắc cũng nhiều rồi. Cầu hay mà có cầu thì có xác chết à. Ở đây mình thương cho em nói cái là em còn nhỏ tuổi quá. Đúng rồi. Suy nghĩ không có chưa có được quá. Ấy không. Dạy dột, dạy dột mà. Tại vì cái thứ nhất là mất cổ rồi sợ về bị gia đình la rồi nói chung là sợ đủ thứ các kiểu. Buồn như là mới biết cha mẹ mình gom tiền mua chiếc xe giờ nó ăn trộm mất tiêu rồi cũng buồn nữa chứ. Giống như mình hồi nhỏ mình cũng vậy thôi phải không? Mình dành dụm tiền mà cha mẹ mua được cho mình một cái món quà gì đó mà tự nhiên mình làm mất rồi mình cũng buồn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cũng sợ là mình làm hư cái đó rồi dạ, mất nghe cái đó anh ơi. Cha mẹ la. Dạ con anh ơi, em đang tìm bé Ân nè anh ơi. Giờ đi đó. Đó bên đây là anh em chú Tám đang giật máy nha cả nhà. Đó trên phao có ghi là đội cứu hộ không đồng. Chú Tám cũng đang bận nên chưa có xuống được. Chú Tám đang có việc ở bên Cần Thơ rồi, chắc cũng tầm chiều tối là chú Tám sẽ xuống. Nãy vợ chú Tám có nói. Giờ anh em cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ cho gia đình. Đó, giờ mỗi cano đều phải dịch
dựng máy để đời máy lên được. Đó, cuối cùng giờ cũng nổ rồi, nãy giờ chưa gắn một cái công tắc gì đó thiếu đó nên không nổ máy được, bây giờ gắn được nổ máy. Đó, những cô chú ở đây cũng thương cho đội thiện nguyện BDS của chú Tám nên giờ cũng người dân cô chú ra hỏi thăm rồi ăn cơm, để bao nhiêu người cô chú sẽ nấu ăn cơm cho. Mọi người mời rồi đi, đó giúp đỡ sao đó mà. Rồi rồi đi về nấu đi, đi nấu đi. Dạ. Là chị hỗ trợ cơm cho nó. Rồi. Ăn cơm rồi lên nữa. Thì ra là cái chị đó cũng làm từ thiện nên hỗ trợ cho những anh em đi tìm kiếm bé Ân. Đó, nó cũng là một cái phần là nói chung là mình không giúp sức được thì mình cũng phải bỏ một chút công ra để hỗ trợ ăn uống cho những anh em tìm kiếm vất vả. Đi ra tới giờ xong rồi, đề ru đai, cho nó xăng nó qua đều nè, xăng nó ra đều. Lại mờ nhớt nhau rồi. Anh có đi theo không? Người nhà anh có đi theo không? Không, ảnh đâu. Cái bến của như nhà em là giống như nãy cái vật thể nổi vậy, cái màu đen. Cái lúc camera mình thấy là vậy là. Anh ơi, đọc số cho người nhà ta ly ghi nè. Đó, hai bên đang lấy số điện thoại nhau để có gì đó, bên nào mà tìm kiếm trước được á, cũng mong tìm kiếm trước được thì bên đó sẽ báo lại bên kia để bên kia khỏi phải tìm. Nếu bên đội cứu hộ của chú Cắm Sang mà kiếm được á thì sẽ báo lại bên gia đình. Còn chú bên đây mà kiếm được thì cũng phải báo lại cho đội bên chú Cắm Sang để anh em thì cấp vô để thu xếp đồ để còn về. Đó, giờ anh em bắt đầu ra để đi tìm nha cả nhà. Bây giờ mình bây giờ cũng bất lực rồi, hết 2 ngày trời rồi, thơi hết tiền ghe tàu cũng hết mười mấy 20 triệu rồi để thơi. Đó, 2 chiếc xuất phát rồi nha cả nhà. Đó, giờ chiếc thứ 3 luôn, một chiếc là đi 2 người nha cả nhà. Ngay cửa biển đó mình canh ngay chỗ đó đi, đi ra biển nó hơi mệt luôn á.
có là mình có mấy anh mà đi kiếm có ghi giấy cho số điện thoại gỡ gãi hết tất cả các tàu thuyền ở trên sông này luôn á, là có thấy gì là gọi gọi chạy ra đón luôn. Bây giờ tàu đó có thêm một cái sự hỗ trợ của chú Tám nữa thì cái sự tìm kiếm thì sẽ nhanh chóng thôi, nhanh chóng thôi cô chú. Bánh bao nóng này. Rồi bây giờ mọi người cũng đã đội thiện nguyện của chú Tám đi kiếm rồi, giờ video của em cái đây giờ xin kết thúc nha. Có gì á coi em sẽ cập nhật theo tiếp theo cho mọi người xem, mọi người nhớ bấm like và subscribe để biết, để có thông báo theo dõi kênh em nha. Cảm ơn nha cả nhà.